Hoàng. Hôm trước thì chúng ta đã tìm cái thứ nhất và cái thứ hai rồi, đấy là phân hòa đồng trụ và phân hòa đồng trụ và kiến hòa đồng giải, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển qua cái thứ ba và thứ bốn là cái giới hòa đồng tu. Và cái ý hòa đồng ruột. Thế là một chút em sâu về nền nếu cho chúng ta cùng nhau dễ nhìn. Thì trong quá trình mà chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cứ có hai nội dung là cái lục hòa đó, và nếu mà có ai có khó khăn gì trong cái quá trình là điều phối cũng như là hỗ trợ thành viên nhà mình á, mà có vấn đề gì em và ban tổ chức có thể hỗ trợ được thì mình cũng trao đổi và tâm sự nha. Hôm trước là chúng ta đã đi về hai cái này rồi nè, phân hòa đồng trụ, khổng hòa vô tranh. Ngày hôm nay cái ý hòa đồng duyệt này nó sẽ đi bổ trợ cho thằng khẩu hòa vô tranh này và giới hòa đồng tu. Thì ý hòa đồng duyệt ở đây là hòa hợp trong ý nghĩ và cả tập thể thống nhất ý kiến. Còn ai còn khúc mắc thì phải nói rõ. Thì ở đây anh em mình nếu mà nhìn vào ý hòa đồng duyệt và dựa trên những gì mà anh chị em chúng ta đều đã học rồi đó, thì ai còn ý kiến gì nữa không để làm rõ về cái ý hòa đồng duyệt, tức là cái ý hiểu của mọi người về cái thằng này như thế nào, thì mọi người gõ lên ô chat chúng ta cùng nhau kiến giải hai cái này. Ý hòa đồng duyệt cả nhà và giới hòa đồng tu.
Ở đây có câu trả lời của anh Trung là để có ý hòa đồng duyệt thì trước đó phải có tâm lắng nghe trong vô ngã. Thì cái đó là gọi là mình gọi là chân đế đó. Nhưng mà để làm được cái đó thì nó sẽ hơi khó một chút. Thì mọi người hiểu ý hòa đồng duyệt nó là cái gì? Nếu mà làm tốt được cái thằng ý hòa đồng duyệt này, nó sẽ hạn chế được rất nhiều về cái khẩu hòa vô tranh. Có ai đó mình bật mic lên đi, nhà mình bây giờ kể chuyện đi, vì giờ mình hôm nay chỉ ban cán sự nhà mình có hơn 20 người. Anh Hậu ạ, anh có câu chuyện gì mà liên tưởng đến vấn đề ý hòa đồng duyệt không ạ? Cái ý hòa đồng duyệt này ấy, thì mình thấy rằng là ý của nó là hòa hợp trong ý nghĩ, cả tập thể thống nhất ý kiến, ai còn khúc mắc thì phải nói rõ ấy. Thì cái này ấy, thì mình thấy ở trong cái môi trường làm việc của mình ấy, bản thân thân cái môi trường mình làm việc trong cái môi trường cũng doanh nghiệp nhà nước, thực ra cái ý hòa đồng duyệt này nhiều khi cái điều mà mình nghĩ ấy, là có nghĩa là ý chí tập thể, nhưng mà nhiều khi ý của mình chưa chắc là đúng với cả ý nghĩ của mọi người. Và cái lời nhiều khi mà khúc mắc trong trong mình nhiều khi cũng không nói ra được, tại vì là thực ra là trong cái cơ quan nhà nước nhiều khi là cũng bị áp đặt ý chí lãnh đạo của cái suy nghĩ của lãnh đạo. Đấy là trong cái cơ quan mà mình ngẫm về trong cái gia đình của mình ấy, trong cái gia đình nhỏ nhỏ của mình thôi, nhiều khi cái việc mà suy nghĩ của bố mẹ và con cái nhiều khi hình như là cũng có cái áp đặt nào đấy của bố mẹ lên con cái. Nhiều khi con nó cũng muốn nói nhưng mà nhiều khi bố mẹ lại cũng áp đặt, nên là con nó cũng không muốn nói ra nữa. Nên là cái hòa hợp mà trong ý nghĩ ấy, là cái ý hòa đồng duyệt này là kể cả trong công việc vẫn trong gia đình nhiều khi là chưa được. Đấy là về cái ý hòa đồng duyệt. Còn cái giới hòa đồng tu là cùng tôn trọng và giữ vững nguyên tắc kỷ luật nội quy của tập thể. Thì ở bất kỳ đâu, từ cơ quan rồi mọi nơi thì ở đâu cũng có cái nguyên tắc và cái nội quy cũng như kỷ luật. Tuy nhiên là mình cũng ngẫm ra xem là cái ở cơ quan thì khi mà đặt ra kỷ luật như thế, ví dụ đi sớm, đi đúng giờ về đúng giờ, thế nhưng mà cũng thấy rằng là cũng chưa thực hiện được việc đấy. Rồi ngay cả trong gia đình cũng vậy, là mình đặt ra, nhiều khi đặt ra một cái nguyên tắc hoặc là một cái kỷ luật nào đấy để mình thực hiện, nhưng chắc là thì được. Ví dụ như nhà mình ạ, là bảo là đến giờ ăn cơm là các con là phải ngồi trật tự, hoặc là cả nhà ngồi ăn cơm. Nhưng mà cái đứa bé thứ hai nhà mình ấy thì tính con rất là năng động, nó không chịu ngồi yên được lúc nào cả. Nó cứ ăn là nó phải chạy từ góc bố này chạy sang góc mẹ này. Nhiều hôm mà ở gần nhà bà thì nó lại đang ăn, nó lại chạy sang bên nhà bà. Đấy, nhưng mà kỷ luật nhiều khi đặt ra nhưng mà cũng chưa thực hiện được. Rồi ví dụ như kỷ luật là nhiều khi đặt ra là phải viết cái mục tiêu trước khi đi ngủ, cả nhà đặt ra cái mục tiêu đấy, nhưng mà cũng được mấy hôm xong lại đâu vào đấy. Rồi nhiều khi là 8 giờ tối là cả nhà lên lên để phòng đọc sách, thế nhưng mà cũng thực ra là được một thời gian thì lại đâu vào đấy. Thế là cái này mình thấy rằng là cũng còn phải xem xét và nghiên cứu thêm về cái giới hòa đồng tu này. Để đúng là khi mà chúng ta phải có kỷ luật ấy, trong một cái môi trường chúng ta phải có kỷ luật thì mọi thứ thì nó mới đi về nề nếp được đó. Thì mình cũng thêm ra một hai ý kiến như vậy. Dạ cảm ơn anh Hậu. Liên hệ từ cơ quan và gia đình đúng không? Đúng chính xác là nếu cái người nào mà ở cái cấp trên hơn mà thứ nhất là họ quá giỏi và thứ hai là quá đặt, thì cả hai điều này đều khiến cho nhân viên và cấp dưới đều
không muốn tuân theo hoặc là không thể tuân theo hoặc là không muốn nói ra hoặc không thể nói ra. Ví dụ như mà mình có một ông sếp mà rất giỏi lắm, là mình cũng sẽ không thể nói ra điều gì, bởi vì cái gì hay là ông nói ra hết mất rồi. Rồi tí nữa mình nói cái này hay, mình nói cái này thì tí không thể hay được bằng ông ấy đâu. Rồi tí nữa cũng chạy trọt theo cái phương án của ông ấy thôi. Nên là cuối cùng mình cũng không có nghe. Vậy thì cái thằng ý hòa đồng duyệt đấy, là chúng ta lại phải nghe lại cái câu, lúc nào phải nhắc đi nhắc lại cái câu đó là gì ạ? Đội nhóm thành công không bằng đội nhóm đoàn kết. Vậy thì mình không có làm sếp ở cơ quan thì mình không điều khiển được chuyện đó, nhưng ở nhà mình là sếp rồi đó. Thì là đúng là anh sẽ sẵn sàng chấp nhận cái phương án của con, bớt hay hơn nhưng mà chấp nhận cái phương án đấy. Cái tính hiệu quả công việc không cao bằng cái việc là đi theo cách của mình. Nhưng mà vấn đề không phải là việc là mình sẽ làm bằng cách của mình mà mình phải dạy con làm cái cách của con. Vậy thì cái ông sếp nào là cái ông mà luôn luôn muốn nhân viên làm theo ý mình ạ, thì suốt đời ông đấy sẽ là nô lệ cho cái công ty đấy, là nô lệ cho công việc đấy. Ông không bao giờ ông giải phóng được mình ra khỏi công việc đấy cả. Đấy là cái thiệt của ông ấy đó, anh Hậu ạ. Nên là thương ông ấy. còn bây giờ là em thấy có cái ý kiến của chị Luyến. Ý hòa đồng duyệt là khi tập thể đã quyết định một vấn đề gì rồi thì không bàn luận, không bới lông tìm vết, không nói xấu nhau và không nói đi nói lại nữa. Đó. Rồi chị Luyến ơi, chị cho mọi người thấy cái góc nhìn của chị đi ạ. Một cái góc nhìn khá là xác đáng đó. Thì nhìn đó. Tại vì mình liên tưởng trong việc ở cơ quan của mình á, thì đúng như là ông sếp, như là người Hảo nói á, lúc nào anh cũng nói là anh là đúng hết á. Anh đưa ra ý kiến gì là mọi người phải nghe theo, ai ý kiến gì anh cũng bác bỏ hết á. Cho nên là mọi người lâu dần thì cũng không thèm ý kiến gì nữa hết luôn, trừ sếp nói là đúng rồi. Cho nên là thôi cứ nghe lời sếp luôn. Thì khi mà ở nhà thì ý hòa đồng duyệt, nhưng là khi mà vấn đề về ở gia đình mình đó, thì nhiều khi cha mẹ áp đặt về con cái, nhưng cái cha mẹ nói ra là đúng. Ngày xưa người ta nói là cá không ăn muối, cá thôi con không nghe là cha mẹ thì trong đường con hư. Cá kêu là ba mẹ là người lớn, là nói là sẽ đúng, ba mẹ có kinh nghiệm con không được cãi. Nhưng mà bây giờ thì con cái được, mình cũng nên cho con cái cái quyền để được tranh luận hoặc là bày tỏ ý kiến của con. Nên không nên quyết định một cách cố chấp như vậy. Và khi mà đã cho con cho con cái sự quyết định về cái ý kiến của con, thì mình nên để con tự chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. À, mình nên tôn trọng ý kiến của con thêm nữa chứ. Ý của mình là vậy á. Đó, mình là hết ý. Cái của anh Hậu và chị Luyến khá là trùng khớp với nhau. Cái vấn đề chúng ta không làm người giỏi nhất, đúng không? Tạo điều kiện cho con của mình. Cái của chị Luyến có một cái rất là hay này cả nhà. Đó là chúng ta luôn luôn có một cái thói quen, đó là chúng ta can gián. Tức là đi theo hướng của tôi, đi theo hướng của tôi. Thì khi mà ý hòa đồng duyệt ở đây, tức là mình nói đến cái chỗ mà phần chốt vấn đề đó. Một khi đã chốt rồi, làm theo ý của ai đó rồi, thì chúng ta phải hết sức một lòng và chúng ta giúp đỡ theo cái phương án đó. Bởi vì cái phương án này là phương án chúng ta làm chung. Còn nếu không thì mời bạn đứng ra ngoài. Đúng không? Nếu chúng ta không đồng ý với cái quan điểm đó thì mời bạn đứng ra ngoài. Còn nếu một khi đã là đồng lòng cùng nhau làm rồi, đã quyết định là sẽ làm theo phương án này rồi, thì dốc sức để cho phương án đó thành công. Và lúc này nó không còn ý tưởng là ồ đấy là cái ý của anh ta, đấy là cái ý của cô ta nữa, mà nó là cái sự thống nhất chung rồi. Thì sau khi mà của chị Luyến mà nói, tức là sau khi mà chúng ta đã làm rồi đó, quyết định làm rồi ấy, thì thống nhất làm và không bàn đi bàn lại, không bới lông tìm vết và không nói đi nói lại nữa. Thì nếu mà thành công thì không sao, nhưng khi thất bại là chúng ta hay có xu hướng nào là cái ngày đó tôi đã nói thế rồi, cái ngày đó tôi đã nói thế rồi. Thì cái hành vi mà chúng ta nói rằng cái ngày đó tôi đã nói thế rồi ấy, là cái hành vi là không giúp đỡ cho ai cả, mà chỉ khiến cho việc mà để đôn cái bản ngã lên rằng là tôi đã từng có cái ý đồ đúng,
Nhưng mà chúng ta sẽ không biết rằng là nếu mà làm theo cách của chúng ta thì chưa chắc cũng đã ngon hơn đâu. Đúng không ạ? Thì cái của chị Luyến rất là hay ở chỗ không bới lông tìm vết, không đổ tội trách nhiệm. Thì khi mà chúng ta ở nhà với con cũng vậy á. Đúng không ạ? Con ơi, con đừng làm như thế, con đừng làm như thế, con làm như thế này này. Con đừng làm như thế, con phải làm như thế này. Nhưng mà đến khi làm sao ạ? Đến khi mà mình không thuyết phục được con, mình không có năng lực thuyết phục con, là bắt đầu mình làm sao ạ? Là bắt đầu mình sẽ nói với con ơi, thôi con muốn làm gì thì làm. Đến lúc mà nó sai ấy, là mình khá là hả hê luôn đó. Nhìn thì có vẻ là mình tức giận với con, nhưng thực chất cái tâm của mình rất hả hê vì cái kẻ đó đã không nghe lời cảnh báo của mình. Thì cái này chúng ta cần hết sức lưu tâm về cái phần ý hòa đồng duyên. Nếu mình làm tốt ấy, là bố mẹ sẽ trở thành bệ phóng cho con. Nếu mà làm tốt thì mọi người sẽ trở thành bệ phóng cho con đó. Và truy cứu trách nhiệm. Truy cứu trách nhiệm này là một người sếp khá là xấu. Tính ra họ sẽ là boss. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là anh đã quyết anh làm, anh không ấy thì anh không làm được. Và vấn đề là do anh. Và người ta trách móc về cái chuyện đó. Người ta trách móc về cái chuyện là đã làm theo ý tưởng của mình nhưng nó không có thành công. Đặc biệt là những cái người mà đã ở cái phe đối nghịch. Vậy thì có hai cách và cái phần ý hòa đồng duyệt, tức là mọi người đặt hết tất cả vấn đề của mọi người lên trên bàn, thảo luận đến khi nào cũng được, miễn là đến cuối cùng là có một cái kết luận chung và sẽ đi và làm theo cái kết luận chung đó. Rồi, chị Phương ơi, chị Đặng Phương Điệp hay là chị Đặng Điệp Phương nhỉ, vì cái tên nó ngược. Chị ơi, chị cho mọi người thấy góc nhìn của chị đi. Chị có bật được mic không? Nhật đã nhật hỗ trợ chị. Ở đây, quên mất chưa bật mic. Cái góc nhìn của mình ở trong cái ý hòa đồng duyệt này là cái kênh cái người lãnh đạo ấy ạ, thì họ cái đầu tiên là họ có bỏ được cái tôi của họ xuống để nghe mọi người hay không, tức là cái nút thắt ở trong cái ý hòa đồng duyệt này là phải thống nhất được ý kiến của mọi người và phải tôn trọng ý kiến của mọi người xung quanh, sau đó là cùng thống nhất đưa ra một giải pháp. Thì vấn đề ở đây là cái người lãnh đạo ấy ạ, khi người ta đưa ra cái quyết định cuối cùng ấy, nó có dựa trên cái việc là người ta tôn trọng ý kiến của nhân viên xung quanh hay không, người ta mang phong cách là boss hay là phong cách đồng hành. Nếu như mà họ bỏ được cái tôi của họ xuống ấy, thì lúc đấy là họ sẽ lắng nghe được ý kiến của nhân viên và đưa ra được một cái giải pháp ở trên cái khía cạnh là tôi lắng nghe ý kiến của mọi người và chúng ta cùng thống nhất để bàn bạc ra một cái giải pháp tốt nhất. Còn nếu như mà họ vẫn mang cái tôi rất là cao và họ cho rằng họ là người đúng ý, thì nó rất khó để có thể đưa đến cái việc là mọi người cùng thống nhất và cùng đồng ý với cái ý kiến, một cái ý kiến chung đấy, chứ không phải là vì bị sếp áp đặt xuống. Thì cái góc nhìn của mình, cái nút thắt ở đây là cái vai trò của người lãnh đạo nó rất là quan trọng, và cái quan trọng nhất là làm thế nào để họ phải bỏ được cái tôi xuống để họ nghĩ đến cái lợi ích chung. Dạ. Đúng rồi đó, lãnh đạo là một nút thắt. Nhưng mà trong một cái nhóm thảo luận ấy, nếu mà tất cả mọi người đều ngang cấp với nhau, thì mọi người để ý rằng dù là tất cả mọi người ngang cấp với nhau nhưng sẽ vẫn có một người có, tức là họ mang cái style lãnh đạo, tức là trong cái nhóm của mình mà có một cái nào đấy mà họ thuộc vào cái phe bảo thủ chẳng hạn, thì họ cũng tự mang cái vị thế đó. Nó là cái gọi là nhóm phản biện. Thì cái nhóm phản biện đấy thì một là cái những người mà tiếp D đại bàng, nên là họ áp đặt và họ rất quyết đoán, và hai là cái người mà tiếp C thì họ khá là cẩn trọng và an toàn.
thì đấy là hai cái tuýp người mà sẽ gặp phải cái, mình sẽ gặp phải cái sự bất đồng ý kiến ở trong hai cái nhóm đấy, và hai cái nhóm đấy là hai nhóm rất là khó thuyết phục. Thì mình sẽ hình dung được rằng ồ đấy là cái tính của họ nó như thế, à, mình chứ không không nó hoàn toàn không có cái ý gì hết đâu cả nhà, mà là nó là cái thói quen tư duy đó. Nên là khi mà mình đã có thể chốt được vấn đề rồi là mình phải đặt lên bàn cân là chúng ta có cùng nhau tham gia cái dự án này không, có quyết làm cái việc này không. Nếu mà quyết làm thì cùng nhau làm, thì sau đó sai là cùng nhau chịu trách nhiệm. Và thứ hai nữa là nếu ai mà không tham gia thì người đó đứng ra ngoài, thì chúng ta sẽ đến được cái, và khi cái người đã đứng ra ngoài rồi thì họ sẽ không có cái gì để họ nói về vấn đề rằng trách nhiệm thuộc về ai hay trách nhiệm thuộc về ai cả. Và nếu mà chuyện đó vẫn xảy ra đó, thì nó là cái tính xấu của một số cá nhân trong tập thể. Nếu mà chúng ta biết đến điều này rồi thì chúng ta sẽ hiểu nó là một tính xấu cá nhân trong tập thể. Nhưng khi mà mình đang anh Trung đi, anh Trung sẽ cho góc nhìn của anh Trung để cho chúng ta sẽ thấy rằng là góc nhìn rất là khác. À, trong cơ quan mình nói đơn giản thôi, à, ví dụ như là chọn món ăn trưa thì mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến, tranh luận, bảo vệ. Nhưng mà đã chốt rồi, đã gọi món rồi thì đừng có kêu ca. Nhiều khi mình cũng phải cho mình cái quyền được thử cái món của người khác đề xuất. Cái đó là cái nhỏ nhất ở trong cái tập thể mà mình thấy được. Chưa nói tới cái chuyện là sẽ đi chơi ở đâu, sẽ kỳ nghỉ này, chuyến picnic này sẽ đi đâu. Hoặc là cái phương án khi mà đi tới đó chơi mình sẽ làm những gì, à, nó lớn hơn. Còn ở nhà cũng vậy. Ở nhà, khi mà cho cuối tuần cho con cái quyền để mà đề xuất là sẽ chọn phim gì để xem, tại nguyên cả tuần chỉ được xem có thứ bảy được xem bộ phim, chủ nhật được xem có một bộ phim thôi, cho nên là các bạn trông chờ lắm. Và khi mà đã quyết định chọn xem phim gì rồi thì mình cũng phải toàn tâm toàn ý để xem, chứ không có đứng núi này trong núi nọ. Tại tuần này mình chưa xem được phim đó thì tuần sau mình xem. Còn nếu mình đã không thích cái dạng phim đó, xem phim đó sợ lắm, không xem được, thì thôi mình làm việc khác. Mình không cùng xem với gia đình, mình làm việc khác một cách vui vẻ. Là mình tự cho mình cái quyền là mình không tham gia, chứ không phải là không được tham gia, là cái quyền không tham gia vì lý do của mình. Đi chơi cuối tuần cũng vậy. Con có quyền là đi chung với lại các thành viên khác, hoặc con có quyền chọn ở nhà, tại vì con thấy chỗ đó đi con không thích. Thì khi mà mình tôn trọng ý kiến của các thành viên thì các thành viên sẽ được trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Và những cái lần sau khi mà mình bình chọn, mình quyết định đó, sẽ dễ dàng hơn. Ai cũng cần có những bài học cho mình. Mình chỉ có ý kiến sơ sơ vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh Trung. Vậy thì đấy là cái mà chúng ta đang nói về khái niệm của ý hòa đồng duyệt và cái cách vận hành của nó. Nhưng mà có một cái điều là mình phải, bây giờ mình phải đặt ra bài toán này, đó là làm cái cách nào để mà mình chốt một cái vấn đề rồi đó mà không làm tổn thương những cái người mà họ đã đề xuất ý kiến khác. Tức là làm thế nào để mà mình, cái cách ngon nhất là mình dung hòa được ý kiến của tất cả mọi người, góp ý của tất cả mọi người, đấy là cái cách ngon nhất. Nhưng trong trường hợp là ý kiến của mọi người nó không có cái điểm chung, thì làm cách nào để mà mình chọn ý kiến của người này mà không bị người kia tổn thương? Ví dụ như là anh Trung nói rằng là nhà mình sẽ ngày hôm nay sẽ xem bộ phim này chẳng hạn, hoặc là chọn một địa điểm đi chơi nào đấy. Con cả thì nói rằng là con thích đi xuống biển, rồi một bạn nữa lại nói không, con thích đi leo núi.
thì cách ngon nhất ấy, là chọn chỗ nào vừa có núi vừa có biển để có thể làm hai hoạt động cùng lúc được. Nhưng nếu trong trường hợp không thể được, chỉ có thể chọn một trong hai nơi núi hoặc là biển thôi. Vì đi cái chỗ mà vừa có núi vừa có biển là nó xa mà nó đắt. Thì bây giờ làm cái cách nào để chúng ta chọn ý kiến của người này mà không làm tổn thương đến người khác. Anh em mình cùng nhau suy nghĩ vấn đề này. Và chia sẻ cho nào chưa? Dạ, em mời anh Khoa. Thì mình cũng sinh hoạt và làm việc với những người lớn, tức là những anh em chị đã trưởng thành ấy, thì trong quá trình lấy ý kiến mình cũng giống như bằng hậu đang nói là làm sao phải chốt vấn đề và làm sao để khi chốt vấn đề là không có ảnh hưởng tới người khác, để làm sao họ còn ý kiến tiếp, làm sao còn cho những cái thông tin hữu ích. Đầu tiên là mình phải đưa hết các vấn đề ra, ví dụ như chúng ta cần giải quyết một vấn đề đó là chúng ta phải brainstorming ấy, là cho tất cả mọi người đưa hết các ý kiến ra. Có thể là 5-7 ý kiến và sau đó mình chia nó ra, nó về hoặc ba nhóm mà mình đang hướng đấy, cái nhóm mà để mình cần giải quyết đó. Sau đó chưa có chốt gì ấy là mình phải phân tích cái nào, tức là cùng nhau thảo luận cái này được cái gì, cái được và cái không được, sao để cho mọi người cùng hiểu, không có bác bỏ ý kiến của ai nha, không có bác bỏ ý kiến à, anh làm như thế không được, anh làm như thế không được, anh ý kiến của anh là không hay, ý kiến của anh như thế này, mình không có bác bỏ gì hết, mình chỉ nói là cái này thì cái điểm tốt của nó như nào. Sau khi phân tích ra để cho mọi người cũng thấy là ý kiến mình như thế, nhưng mọi người là cũng có sự đồng thuận giữa cái với nhau là cái đó được và không được, để cho ý kiến của họ vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên sau đó là mình chốt là biểu quyết lấy số đông ha. Mình thường hay bên mình là lấy số đông mà bây giờ có hai địa điểm cần chọn, có hai công việc cần làm và có hai giải pháp, thì bây giờ để mà tôn trọng tập thể và mình lấy số đông. Ví dụ như chúng ta có 6 người thì nếu mà 4-2 là bên 4 sẽ chọn bên 4 và sẽ bổ lưu cái bên 2 lại, chứ không phải là chọn bên 4 xong là bỏ bên 2 nha, nhưng sẽ bổ lưu lại. Nếu mà chúng ta giải quyết theo cái giải pháp mà bên 4 người chọn mà nó có kết quả nó vẫn không tốt thì chúng ta sẽ thực hiện cái giải pháp tiếp theo mà hồi nãy mình chưa có hết. Đó là nói về công việc, còn nói về gia đình cũng thế thôi. Nếu mà chúng ta đã 4 người mà nếu chia 50-50 là hơi khó, nếu mà chỉ còn 1-3 là dễ. Nếu chọn một cái chủ đề hay một cái địa điểm đi chơi mà nếu chúng ta giải thích là thời tiết, trước khi chốt vấn đề chúng ta phải có những cái giải thích cụ thể về thời tiết, về các điều kiện, về này kia, để cho khi mà mình cái chọn lựa cuối cùng của mình, người khác họ cảm thấy là lý do hồi nãy đó và họ có thể họ chấp nhận. Chứ nếu mà chúng ta biểu quyết số đông và chúng ta chỉ có chốt theo số đông không, mà không có một cái giải, không có một cái giải thích gì đi kèm và không có một cái gì đó, thì các người kia họ cảm thấy rất là hụt hẳn và họ sẽ khó đồng hành với mình cho những lần tiếp theo, cho những cái lần tiếp theo. Thì đó là cái quan điểm đó của mình. Quan điểm của mình là để cho thuyết phục là lấy ý kiến của số đông làm ý kiến thứ nhất. Cái thứ hai, trước khi mà chốt cái đó là chúng ta phải phân tích một xíu cái được và cái không được. Không có nói bên nào hết nha, không có nói bên nào là cái này được, cái kia không được, nhưng mà mình phải phân tích trước. Sau đó mình bổ lưu cái mà không chọn đó. Mình nói là nếu trường hợp mà chúng ta không thực hiện cái giải pháp một thì hoặc là giải pháp một có vấn đề, chúng ta sẽ tiến hành tiếp theo cái giải pháp hai, hoặc là tuần sau, hoặc là cho đợt tiếp theo. Thì đó là ý kiến của mình. Xin hãy. Em tổng kết lại ý kiến của anh Khoa đây, tức là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp brainstorming, tức là bày hết tất cả các ý kiến lên trên, đúng không? Bày hết tất cả các ý kiến lên. Và cái thứ hai của anh đó là phân tích cái đường mất. Nhóm các ý kiến theo hai hoặc ba nhóm trước, mình nhóm lại đây, tức là mình nhóm cái ý kiến đó, mình nhóm cái ý kiến đó để cho nó, ví dụ như mình phải nhóm nó lại chứ không nó nằm lâu đâu. Mình nhóm ý kiến lại thành hai hoặc là ba cái nhóm, tức là tìm điểm chung của nó, sau đó là mình sẽ nhóm lại thành 2-3 phương án, đúng không ạ?
đúc kết nó lại còn 2 đến 3 phương án thôi. Vậy xong cái là bắt đầu là mình sẽ phân tích cái được mất. Rồi xong, dạ, xong sau đó là mình lấy biểu quyết. Cái cách của anh làm biểu quyết thì sẽ chọn đa số để làm phương án A. Và cái thiểu số sẽ là phương án B, đúng không ạ? Yes. Anh Trung ạ. À, cái phần của anh Khoa trình bày thì nó tương đối đầy đủ, nhưng mà theo mình á, có một cái ý cần lưu ý ở chỗ mà mình bảo luôn cái phương án B á, cái điều đó nó lợi bất cập hại. Có thể mình bảo luôn đó, bảo luôn trong đầu mình thôi, chứ còn khi mà mình nói ra cái điều đó cho tập thể đó thì nó sẽ có xu hướng gì nè. Có nghĩa là cái người mà thiểu số mà không được chọn cái phương án theo họ, theo phương án A đó, họ sẽ cái tâm ở trong lòng của họ, sâu trong tâm của họ, họ mong muốn cho cái phương án A đổ vỡ để họ được thực hiện phương án B. Thì phương án B của mình được bảo lưu mà. Cho nên là có thể trước đám đông, khi mà mình đã duyệt cái phương án A rồi đó, mình phải chốt thêm một câu nữa là mọi thứ chúng ta đã bày hết trên bàn để chúng ta phân tích rồi, và cái phương án nào nó cũng có cái hay cái dở của nó hết, nhưng tại thời điểm này thì chúng ta đã đồng thuận theo phương án A, thì chúng ta chỉ tập trung vào phương án A thôi. Cho dù phương án A nó có như thế nào đi nữa thì nó cũng có một bài học, cũng có một cái giá trị riêng của nó. Cho nên là chúng ta chỉ cần biết phương án A thôi và tập trung để mà triển khai hết nguồn lực thực hiện cho bằng được, không ra ngô thì cũng ra khoai. Đó là mình lấy được cái sự đồng lòng của tập thể. Đương nhiên ở trong đầu mình của người lãnh đạo vẫn có cái phương án B dự phòng, phương án C gì đó mà mình không nói ra, chưa tới lúc mà mình phải đưa ra để thảo luận bây giờ những phương án khác, để tránh cái việc mà phân chia cái nguồn lực nó không cần thiết. Mà mình sau khi đã quyết rồi đó thì đã tập trung cho một phương án một thôi. Cái câu mình cần lưu ý đó là cho dù như thế nào đi nữa thì cái phương án đó nó cũng có một giá trị nhất định. Cho dù là thất bại đi nữa thì nó cũng có một bài học để rút kinh nghiệm lần sau chẳng hạn. Nhưng mà đã chọn rồi, đã đồng lòng rồi, đã tập trung hết tất cả nguồn lực để quyết cái A cho xong. Mình chỉ có thêm cái phần ý nhỏ đó thôi. Dạ, cái của anh Khoa có cái hay là mình làm như thế này là mình sẽ tôn trọng được cả hai bên, nhưng với điều kiện đó là một đội nhóm đoàn kết. Mọi người hình dung, tức là đó là một đội nhóm đoàn kết. Còn nếu mà một đội nhóm có tính cạnh tranh mạnh là mình xác định phương án nào là mình xác định một phương án. Thì để, bởi vì nếu mà một đội nhóm mà không có tính đoàn kết mà họ đang focus vào cái thành công đó, là khi mà chúng ta để hai cái phương án này thì họ sẽ không toàn dốc toàn lực vào phương án A nữa. Và nếu có một trường hợp gì đấy xảy ra phải chuyển về qua phương án B thì phương án A sẽ hụt hẫng và thằng phương án A này cũng sẽ không focus cho thằng này. Vậy là gần như là cái nguồn lực của chúng ta bị trẻ. Nhưng cái phần chọn đa số cho phương án A và thiểu số cho phương án B thì nó lại rất là tốt cho cái một đội nhóm thành công, tức là một đội nhóm đoàn kết. Họ ở với nhau vì văn hóa của doanh nghiệp rồi, chứ không phải ở với nhau là vì cái quyền lợi của cá nhân nữa. Thì cái này sẽ rất hay. Nhưng mà cái mà em đang muốn nói đó là cái người chốt đó. Vì nếu nói cho dù cho nữa thì khi mà, bởi vì khi mà em nói là như này này, cái chút mà phân tích được mất thì cái này là cái bài học mà chồng em dạy cho em là khi mà em đi tư vấn là em cứ tư vấn một lèo đi, sau đó là em mới nói với cả cái người mà cần em tư vấn là chị quyết định đi, mình quyết định là chị, và chị quyết định như thế nào là chị phải chấp nhận cái kết quả đó. Thì anh em mới nói rằng là tư vấn kiểu như này không được. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là cái việc mà vợ phân tích ấy, là nó vẫn đi theo cái hướng mà vợ đã muốn người ta chốt rồi. Và khi mà mình nói cái câu đó ấy, là chỉ là mình đẩy cái trách nhiệm đấy ra thôi. Tức là mình đẩy trách nhiệm ra, tức là anh là người quyết. Và sau đấy là mình thấy rằng là cái trách nhiệm không thuộc về mình. Nhưng mà cái chỗ phân tích được mất đó, là cái mà sẽ rất là
là sẽ khiến mình bị lái cái ý tưởng của người ta đi. Bởi vì nếu họ là người mà không có chính kiến là họ sẽ dễ bị lái theo mình. Thì em đang nói là cái chỗ mà mình để người chốt như thế này này, nếu lúc nào mình cũng là người chốt thì cái chuyện thảo luận có còn quan trọng hay không? Bởi vì kết quả cầm cân nảy mực vẫn là ở bố. Mình đặt đủ các phương án ra nhưng vấn đề quyết định vẫn là ở bố. Vậy thì cái ý hòa đồng duyệt này nó sẽ không mạnh được cả nhà. Ẩn chìm dưới nó vẫn là một người giỏi nhất và là một người có quyền sinh, có quyền sát, tức là thâu tóm quyền lực đó. Vậy thì cái giải pháp của chúng ta là gì mà thằng Xanh Ngọc nó giải quyết được? Thằng Xanh Ngọc nó ứng dụng 6 cái này rất hay, mà thằng Xanh Ngọc nó giải quyết được. Không biết ở đây anh chị em mình đã đọc cuốn Tái tạo tổ chức chưa nhỉ? Cái chỗ này nó có hai vấn đề nha Hậu. Dạ. Cái ý hòa đồng duyệt nó có hai vấn đề và mình đã từng làm những cái việc. Ví dụ như là bây giờ mình đưa tất cả các vấn đề nhưng cuối cùng mình là con người chốt thì là một cái hướng. Và mình đưa tất cả vấn đề ra và mình đẩy cái quyền chốt, cái quyền mà action đó cho một cái đơn vị thứ ba, tức là cho cái nhóm đồng đội đó. Thì trong cuộc họp mình cũng sẽ, trong cái vấn đề thảo luận mình cũng sẽ nói luôn, và khi bắt đầu mình cũng sẽ nói luôn. Tại vì cái tính, cái đó nó phụ thuộc vào cái tính quan trọng của cái vấn đề. Tại vì nếu một cái sự việc rất là quan trọng và cần phải có mình ở trong đó thì mình vẫn phương án như ban đầu là vẫn tất cả mọi người đều cho ý kiến, vẫn tôn trọng mình cái đó. Tuy nhiên là nếu mà mình là người quyết định thì sau đó mọi cái diễn tiến tiếp theo á là mình focus, mình sẽ focus, mình theo dõi, thậm chí là mình có thể xúc tiến, mình có, nếu nó vướng vấp cái giải pháp vướng vấp như thế nào nào á, là cái người lãnh đạo họ sẽ đi thảo luận và họ sẽ đi, cái người mà đứng mũi chịu sầu đó họ sẽ đi tìm gỡ các nút thắt vì bản thân họ là trung dân. Tuy nhiên là cái hướng thứ hai mà vô cho đội nhóm á, tôi chọn phương án B. Bây giờ phương án B, trong phương án B là chọn một đồng chí hay đồng chí gì đó thực hiện cái vấn đề này, và bên nhóm B là cùng nhau nếu có vấn đề phát sinh là bên anh chị em thảo luận giải quyết, thì mình chỉ mong chờ kết quả thôi. Nếu mà theo ý khoa và mình đã thực hiện, tức là mình đẩy cái giải pháp đó về cái đội đó và cái đội đó phải thực hiện, thì là những cái vấn đề khó khăn là đội đó là phải chọn một hoặc hai người ở trong đó để họ tiếp tục, họ quán xuyến cái giải pháp đó và họ thực hiện, khó khăn họ bố mình và họ phải đi gỡ. Còn nếu mà mình là người chốt vấn đề, mình chốt vấn đề theo giải pháp đó, thì theo Khoa nghĩ là mình sẽ theo dõi rất là sát sao và tất cả những cái vướng mắc gì đó là mình điều tiết từ nhân sự, điều tiết gỡ rối giữa các cái nút thắt. Thì đó là cái ý kiến, thêm ý kiến của Khoa cái chỗ đó. Đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta vận hành cái công việc của chúng ta như nào đó. Thì ở trí tuệ Việt Nam thì em có một cái bài học như thế này này, đó là ai là người lead chính, tức là không có ông nào làm chủ hết. Ví dụ như là mình thì chạy dự án của mình, em thì chạy dự án của em, và Chi thì chạy dự án của Chi, ví dụ như vậy, hoặc em Nhật là chạy dự án của em Nhật. Thì trong cái việc này ai là người làm chủ? Tức là không có chuyện rằng là mình là trưởng dự án thì mình sẽ là chủ tất cả các dự án. Mà ví dụ như là dự án này là tâm huyết của ai thì người đó sẽ làm cái đó. Vậy thì dù là ai đi chăng nữa ấy, tất cả các bạn đặt hết lên đây, và cái người quyết định là cái người chủ dự án đó. Và nhiệm vụ của anh chị em đằng sau là hỗ trợ làm sao để người lead họ thành công được trong cái việc này. Người mà nhận trách nhiệm chính về dự án này là trong cái việc này. Vậy thì em đang lấy ví dụ trong gia đình nhà mình. Cái này ở trong doanh nghiệp thì rất khó. Bởi vì là trong doanh nghiệp của mình nó vẫn phân bổ theo hình tháp, tức là có ông to nhất rồi. Nên là mình sẽ khó làm chuyện đấy, trừ khi mình là trưởng phòng hay là mình là trưởng một cái bộ phận nào đấy thì mình sẽ làm được, ứng dụng được cái này. Nhưng mà nếu mình mà ở trong gia đình của mình là mình sẽ làm được. Nó có thể ứng dụng được trong gia đình. Thì có ai đó có ý tưởng về việc rằng là mình sẽ ứng dụng trong gia đình? Giống như kiểu là em ví dụ như tuần này là nhà anh Trung chọn phim đúng không?
Nhưng mà tuần này thì sẽ là do việc cô cả chọn. Vậy thì cô cả là người 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 lead thôi, không phải là người chọn, mình có thể nói là như vậy. Và tất cả mọi người sẽ đề xuất các cái đáp án lên trên và cô cả sẽ là người chốt. Hoặc là cái việc là ví dụ như trong gia đình ấy, chuyện trong bếp mẹ là lead trưởng chẳng hạn, trong phòng khách thì giao cho con, hoặc là cái thư viện sách đó, kệ sách thì giao cho con, thì mọi thứ sẽ chịu theo cái sự điều phối của cái anh đó. Và mọi người đều có quyền tham gia góp ý hết. Và cái bạn đó là cái bạn gì ạ? Đưa ra cái quyết định và đưa ra cái phương án để thực hiện. Và sau đó xong là tất cả mọi người sẽ chỉ hỗ trợ. Chỉ có duy nhất một cái kim chỉ nam thôi, đó là làm sao để người lead thành công. Cái người mà đứng chủ dự án nó thành công thì cái phần mà không truy cứu trách nhiệm là nào? Là gần giống như là cái kim chỉ nam cho cái việc là để cho các cái thành viên phát triển một cái cách rất là tự nhiên và ai cũng có quyền được phát triển hết. Thì đấy là cái mà em thấy trí tuệ Việt Nam đang làm rất hay, tức là đẩy các cái bạn ra. Cậu trăn trở cái gì thì cậu làm cái đó đi. Và sau đó mọi người thỏa luận đủ các thứ trên đời luôn. Nhưng mà cuối cùng là cái người bạn đi đó, bạn sẽ quyết định cái hướng đi của bạn và mọi người sẽ follow theo. Thì không biết anh chị em nhà mình thấy cái phương án đấy thì nó như thế nào? Ví dụ như mà tuần nào cũng ra cái tranh cãi rồi bảo lần nào cũng nghe theo ý chị hết đó, lần nào bố mẹ cũng nghe theo ý em hết đó. Và mình sẽ đẩy cái việc này ra được, nhưng với điều kiện là các con khoảng tầm từ 6 đến 10 tuổi trở lên. Tuần này là nghe theo em, tuần này là em chốt. Xong mình cũng đi theo các cái phương án đấy, mình chốt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải... chính em bây giờ cũng đang gặp này. Ngay tại bây giờ em đang dẫn dắt mọi người theo tư tưởng của em đó. Thì em mời anh Trung. Ở nước ngoài á thì để cái việc truy cứu không truy cứu trách nhiệm á, thì họ có một cái sản phẩm bảo hiểm, đó là bảo hiểm trách nhiệm. Có nghĩa là khi mà anh chứng minh được rằng anh điều hành cái tổ chức đó vì lợi ích chung, vì bằng những gì tốt nhất, nguồn lực tốt nhất, nhưng mà cuối cùng nó vẫn gây ra hậu quả, và hậu quả đó do anh không mong muốn, thì anh sẽ được bảo hiểm ở phần đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có cái sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm đó. Nhưng mà mình lại có một cái hay, rất là hay, là như hồi sáng, cái bài hồi sáng mà thầy Minh Niệm nói đó. Nếu như bạn rèn luyện cái đức của mình đủ tốt, và bạn làm mọi việc hướng ra cái phước bên ngoài, có nghĩa mình làm vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của những người khác, chứ không phải là lợi ích nhóm hay lợi ích riêng lẻ cá nhân, thì chúng ta sẽ mạnh dạng mà làm. Bởi vì cái phước báo đó nó lưu trữ ở đâu đó, ở trên kia, và nó sẽ đỡ cho ta, nó bảo hiểm cho mình đó. Nhưng cái quan trọng là mình phải rèn cái đức thì mình mới thấy được, mới có đủ sự mạnh mẽ, đủ sự tự tin để mà làm, để mà mình tin rằng mình đã làm hết cái trách nhiệm của mình. Đúng rồi, đó chính là cái tài khoản phước vô lậu nó trợ lực cho mình này. Nó cái thằng bảo hiểm trách nhiệm nó là cái phước hữu lậu, nhưng mà cái thằng phước vô lậu là cái này nó ở cái chỗ mà tâm dẫn đầu các pháp cả nhà. Tức là mình làm cái việc gì được, như cái tâm của mình là cái tâm hướng thiện, cái tâm vị tha, không phải là để chứng minh năng lực cá nhân. Thì gần như là cho dù sau đấy nó có xảy ra một cái chuyện gì thì hậu quả nó cũng không đáng tiếc nhiều giống như là mình đã dự định đâu. Cái này em có thể chứng minh được, và cái này em có thể nghĩa là em đã từng kinh qua cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ cần nó có cái màu của việc vị kỷ ở trong đấy thôi, là chỉ cần sai một bước thôi là mình sụp đổ. Tức là mình bị trừng phạt hay mình được tưởng thưởng hoàn toàn do cái tâm của mình hết. Nếu mà tự nhiên mà giống như anh Trung nói là cái đức của mình ấy, là mình làm chuẩn vì mọi người, thì tự nhiên khi mà nó có thất bại mình cũng không có cảm thấy bị đau khổ.
Nhưng chỉ cần mà mình làm vì cái ý muốn cá nhân ấy, thì dù nó đã thành công nhưng nó thành công 7 phần, 8 phần, nó không có được 10 phần như mình mong đợi, là mình cũng vẫn cảm thấy đau. Rồi, ok. Vậy thì ở đây em có chút ra những cái ý của anh chị em mình dưới này. Và thực sự là em rất, rất tâm đắc cái mà tôi trong quyết định. Của người làm chủ ạ. Làm chủ cái dự án đấy. À không. Mà phải là luân phiên làm leader thì mới đúng. Nếu mà cùng là một vấn đề thì cứ luân phiên nhau. Và đã, em mời chị Uyên đi trích, đi tiêm vaccine ạ. Đó thì có hai cái mà mình thấy là ở cái chỗ là, nhưng mà cái mà em thấy hay nhất vẫn là cái này. Tức là ở trí tuệ Việt Nam, khi một bạn nào đấy mà có vấn đề gì đấy, là không có ai đổ lỗi rằng là tại em, nếu em làm theo ý chị, nếu em làm theo ý chị thì đã không, thì nó đã khác, không có cái chuyện đó. Nên đây là cái em nghĩ rằng là chính vì cái thằng này, này, tức là ý tưởng thì ý tưởng cá nhân nhưng trách nhiệm là trách nhiệm tập thể. Ý tưởng là cá nhân nhưng mà trách nhiệm tập thể là do chúng ta làm tốt thằng ý vào đồng duyệt. Chốt rồi là thôi, không có bàn đi bàn lại nữa, không có bới lông tìm vết và không truy cứu trách nhiệm. Và luân phiên làm leader và mình tôn trọng ý kiến của cái người leader đó. Em ấy quyết thế nào cũng được, dù thế nào cũng được, chị sẽ vẫn đi theo em. Thì đấy là cái mà em đang thấy rằng rất là hay. Có ai đang giơ tay? Chị Hà, chị Hà có ý kiến gì ạ? Từ sáng thì mình cũng có nghe về cái phần ý hòa đồng duyệt đấy của các anh chị thảo luận đó. Thì thấy là để có được cái ý hòa đồng duyệt này thì mọi người đang đi theo hai hướng. Một là cái khúc nói trước đấy, đó là duyệt rồi thì sẽ làm gì, còn cái khúc sau nữa đó là trước khi để ra được cái ý duyệt này thì mọi người sẽ phải làm gì, đúng không? Vậy thì có một cái khúc mà mình thấy hơi mâu thuẫn một chút ấy, đó là mình cần phải hướng tới cái câu chuyện đấy là đang hướng về, hay ví dụ như là cái mà như Hảo nói, mình thấy đang hướng tới mọi người tới là không truy cứu trách nhiệm, thì mình đang thấy là cái mô hình này đang làm cho cộng đồng và tất cả mọi người cùng chung sức và cùng đem cho cộng đồng những cái mà bản thân mình có, bản thân mà mình muốn cho đi. Nhưng mà nếu như giới hạn trong một doanh nghiệp, giới hạn trong một cái công việc chẳng hạn, mà nó liên quan đến sự sống còn của cái doanh nghiệp đấy, thì nó lại đi theo một cái hướng khác nữa. Thì cái trách nhiệm lúc này nó rất là quan trọng. Đó thì mình đang thấy ở đây nó có cái sự mâu thuẫn ấy. Mình không hiểu là cái ý hòa đồng duyệt thì với bản thân mình ấy, thì mình suy nghĩ là mình thì theo mô hình Horential, có nghĩa là để có được cái ý hòa đồng duyệt này thì trước hết đó là sự xô đăng, có nghĩa là cần phải có sự trao đổi và bàn bạc. Bước đầu tiên đó là cần phải có sự trao đổi và bàn bạc, có nghĩa là cái trao đổi đưa các cái vấn đề ra và mình sẽ cùng nhau phản biện. Tức là nó sẽ trong một cái môi trường nào cũng thế, nó sẽ có rất nhiều các cái nhóm khác nhau, tức là các ý kiến khác nhau, thì thông thường nó sẽ chia ra có thể là ABC đó. Vậy thì các ABC này, người ta có các cái nhóm này, họ sẽ có quyền phản biện về những cái vấn đề của mình. Vấn đề xong một cái thì là phản biện thì sẽ đưa ra được cái phân tích từ cái là cái hay và cái chưa được. Vậy thì mọi người sẽ cùng trong quá trình phản biện đấy thì mọi người sẽ nhìn ra được, tự nhìn ra được những vấn đề nổi cộm là cái gì, và sau đó thì rút ra được cái điểm chung. Và cái người leader này nó rất là quan trọng, đó là tổng hợp lại được những cái đó, và khi tổng hợp lại được thì tất cả mọi người cùng đều nhìn được cái hay và cái chưa hay, cái mà sẽ làm và cái định là không làm, thì cái được và cái mất cũng sẽ là cái gì đó. Thì lúc đó thì khi mà đã thống nhất được rồi, đưa ra được quyết định chung rồi, để mọi người cùng nhìn thấy được cái hay cái dở, hay trong môi trường gia đình cũng thế, ví dụ hôm nay quyết định đi biển hay đi núi, thì như vậy chúng ta cùng nói là cùng đưa ra một cái trao đổi, đó là vấn đề hiện thực đang là gì. Ví dụ chúng ta đang ở Sài Gòn
bây giờ các con vừa đi, các con một bên là A là muốn đi biển, một bên là muốn đi núi chẳng hạn, vậy thì chúng ta sẽ chọn cái gì, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như cái gì phân tích hiện tại của chúng ta bây giờ, ví dụ nhà có xe hơi chẳng hạn, hoặc là chúng ta phải đi bằng phương tiện công cộng chẳng hạn, vậy các con sẽ như thế nào? Đó thì chúng ta sẽ phân tích ra là cái điểm thuận lợi và cái điểm không thuận lợi thì sẽ là gì, nếu chúng ta chọn cái này thì phù hợp thời gian hay không, thì nó các yếu tố khách quan nó sẽ dồn lại và chúng ta sẽ phân tích ra trước khi chúng ta quyết định hành động. Đó, khi quyết ra được quyết định rồi thì mình bắt đầu đã quyết định rồi thì tất cả đều thống nhất sẽ đi theo một hướng. Trong quá trình đó thì chúng ta sẽ vẫn liên lạc, vẫn sẽ có vấn đề gì phát sinh chúng ta sẽ phải liên lạc và chúng ta lại trao đổi với nhau. Để cũng như vậy thì nó sẽ đi theo một cái mô hình, chúng ta không để bỏ sót vấn đề cũng như giải quyết được những cái vấn đề phát sinh một cách triệt để nhất, và tất cả mọi người đều cùng làm việc và cùng báo cáo, thì đấy là mình thấy như thế. Xong sau đó thì mình quyết định là đã thống nhất rồi thì sẽ không gì ta nói xấu nhau, rồi không có gọi là gì ta truy vết, là khi mà mâu thuẫn đội nhóm bắt đầu xuất hiện chẳng hạn thì sẽ không nảy sinh cái này cái kia, bởi vì trong cái lúc đầu tiên mọi người đều có quyền phản biện, đều có, rồi mình đưa ra được cái thống nhất chung như thế. Còn nếu mà để nói mà không bới lông tìm vết chẳng hạn, không có tìm ra được những cái nỗi thì chúng ta lại không phát triển được, thì lúc này mình đang không hiểu là cái đó nó như thế nào. Ví dụ phát sinh lỗi chẳng hạn thì rõ ràng chúng ta đều phải nhìn nhận cái này chưa được, cái kia chưa được, thì cái đấy nó mới có thể là phát triển lên. Còn nếu mà chúng ta lại du di cho nhau chẳng hạn, bình thường nhau như quá, thì cái mà mình đang hướng tới cái là mình làm cho cộng đồng, cái mà mình đang cho đi, còn cái một cái nữa là chúng ta đang duy trì để chúng ta kiến tạo cái phát triển hơn, vậy thì hai cái này sẽ như thế nào? Em nghĩ là mọi người sẽ không hiểu theo cái chuyện là chúng ta xuề xòa, tức là nó khỏa lấp những cái đúng sai đâu. Mà ý ở đây có nghĩa là không truy cứu trách nhiệm cho cá nhân nào đó ấy. Tức là ví dụ như là lỗi thì là của cá nhân. Và tập thể chịu trách nhiệm. Và tập thể giải quyết. Tập thể cùng tìm cách giải quyết. Thì em đang thấy là, nhưng mà cái này là cái môi trường ban đầu là nó sẽ không có. Tập thể chịu trách nhiệm thì sẽ là cha chung không mà không. Thì cái này nó là cái việc là nó chính là cái việc là không bới lông tìm vết đó. Tức là mình không có lật lại những cái vấn đề cũ để mình chỉ xác định là vấn đề nó là gì thôi. Nhưng chúng ta cũng sẽ không nói quá nhiều vì cái việc là nguyên nhân là do ai. Nhưng mà cái này là cái tự phản quang tự kỷ mà em thấy rất là hay này. Đó là mỗi một người, đó, khi thành công thì nhìn ra cửa sổ. Đây là bài học em thấy là rất là hay của mình. Nhìn ra cửa sổ tức là khi mà thành công ấy, thì mình sẽ nhìn xem là đóng góp của những đội những cái thành viên khác thì như thế nào. Đó, tức là để xem là cái đóng góp của thành viên khác như thế nào. Thì cái này gần như nó là cái gọi là cái phản quang tự kỷ, mình tự nhìn vào đây để mình soi. Và cái thứ hai nữa là khi mà thất bại đó, khi thất bại thì cái này là nhìn vào tấm gương. Để tìm lỗi chính mình. Khi mà mọi người nhớ nhé, là mọi người sẽ thấy rằng là ồ, cái vấn đề này nó không có lỗi. Mình không có lỗi, lỗi là ở cái phần này, khâu này của em kia, thì đấy chính là cái lúc mà chúng ta đang bị cái vị kỷ của mình nó cao đó. Bởi vì nếu mọi người thấy trong cái phương pháp Ho'oponopono nó có một cái rất là hay. Cái này có thể mọi người không tin, nhưng mà nếu mọi người tin và mọi người hiểu được cái việc này, mọi người sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề. Tức là khi mà mình tìm được lỗi chính mình và mình tìm thấy rằng là cái vấn đề này nó liên quan gì đến mình, và nếu mình đã là không làm tốt chỗ nào, và nếu mình không làm tốt thì nó sẽ đẩy đến một cái kết quả nào. Và trong cái thằng Ho'oponopono thì cái chuyện này rất là quan trọng luôn, rằng ông ấy nhận thấy cả những cái lỗi của mình nằm ở trên cái những cái lỗi trong chương trình của mình, nằm ở trên những bệnh nhân bị tâm thần, hoặc là ngay như một cái tai nạn mà mình nhìn thấy đó,
thì mình cảm giác là chỉ cần mình nhìn cái tấm gương, mình tìm ra lỗi của mình thì gần như vấn đề được giải quyết. Vấn đề được giải quyết không có nghĩa là cái người kia là họ sẽ chắc chắn 100% là họ sẽ hết bệnh hay là như thế nào, nhưng mà khi mà chúng ta tìm ra lỗi của chính mình ấy, thì bản thân mình chắc chắn là người sẽ được trưởng thành. Và khi mình trưởng thành, đội nhóm trưởng thành là điều đương nhiên. Thì đây là một cái mà em thấy rằng là cái câu này là cái câu mà để phản quang tự kỷ cực kỳ hay, tức là để phản tỉnh chính mình. Em xin mời anh Khoa. Mình nói thêm một cái chỗ này, thì cái sau khi bọn họ trao đổi và tất cả những gì anh em mình đã trao đổi thì mình thấy ý hòa đồng diệt á, ý hòa đồng diệt mà nó bây giờ cái cụm từ này nó chia làm hai cái hướng. Cái thứ nhất là nếu mà nó áp dụng trong công việc, trong các cái doanh nghiệp, trong các cái đơn vị cơ quan tổ chức ấy, thì nó là phụ thuộc vào là cái văn hóa. Ví dụ như mình làm doanh nghiệp nước ngoài thì văn hóa nó khác, nó áp dụng quy trình khác và nó trao các phân quyền khác, hay là cơ quan nhà nước, hay là những cái đơn vị doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì nó là khác. Đó là, cho nên cái việc ứng dụng và việc linh hoạt của nó trong công việc nó cũng hơi khó, tại vì nó phụ thuộc vào văn hóa doanh nghiệp và phân quyền của từng cái thành viên cũng như của người lãnh đạo. Còn mình đang băn khoăn là ý hòa đồng diệt mà trong gia đình á, thì chúng ta sẽ áp dụng nó như thế nào, và vì hiện tại trong gia đình là sếp là vẫn là mẹ và là bố, và hầu như con cái chúng ta thì nó là quá nhỏ hoặc là quá lớn. Khi nó quá lớn thì cái sự tôn trọng và chúng ta áp dụng ý hòa đồng diệt là rất là cần thiết, và nó thể hiện một cái sự tôn trọng. Và con cái nếu chúng ta làm được việc đó thì con cái của chúng ta nó sẽ giống như một người bạn. Còn đó con cái của chúng ta quá nhỏ thì cũng rất khó để mà thực hiện ý hòa đồng diệt, khi là cái sự quyết định con cái nó không có kinh nghiệm á, cho nên bắt buộc chúng ta hầu như là chúng ta phải lấy hết, chúng ta phải quyết định hết. Cho nên là về cái ý hòa đồng diệt mà theo cái hướng gia đình thì các bạn có những cái mô hình và có những cái tài liệu nó hay thì mình chia sẻ là mình rất, vì ngay cả bản thân mình ấy nắp đoàn lỡ giả cái chỗ đây mình cũng chưa biết áp dụng nó như nào. Đa số là lâu nào mình quyết kiểu an chơi bằng mạng hay cái gì đó của con cái thì mình đều hay, bố mẹ thì hay dành cho phần quyết, cho nên cũng chưa áp dụng được nhiều. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ chia cái ý hòa đồng diệt này nó làm hai cái trường phái, một cái trường phái về công việc, về một cái trường phái về liên quan về cái cơ bản đó mà mình thường hay áp dụng ở các công việc của mình. Còn đối với gia đình là chắc phải học hỏi thêm, và nó phụ thuộc vào cái điều kiện của từng gia đình, về con cái nhỏ của mình, con cũng theo lứa tuổi con cái đó, và mình cũng nhỏ tìm tài liệu thêm về cái này để mình áp dụng. Đó là ý kiến của mình. Dạ đúng rồi, em Khoa nói đúng, là mình mang cái này mình ứng dụng vào gia đình. Thì vì bố với mẹ là sếp, mà vì cái thứ hai đấy là vì cái năng lực dự đoán cái kết quả xảy ra của mình nó tốt, thì cái việc duy nhất mà mình phải làm là mình phải căn kè xem là cái dự án nào, cái công việc nào thì phù hợp với cái khả năng ra quyết định của con mình. Tức là mình lường trước được như thế rồi. Và lúc nào em cũng nói cái câu này này, đó là mình xác định cái khả năng chịu lực của mình. Tức là nếu mà cái quyết định của con nó xảy ra một cái vấn đề gì đấy, mình xem là nó nằm trong cái khả năng chấp nhận của mình không. Là mình lường trước được cái đó thì mình sẽ sẵn sàng buông tay, là mình để cho con ra quyết định về cái vấn đề đó. Thì cái này hoàn toàn là do bố mẹ cảm ứng, phản ứng, cảm nhận và phản ứng. Giống như kiểu là mình ấy, mặc dù là để cho các cái bạn ấy để giao việc là cho những người này là bình chính này, người này là bình chính, nhưng bạn ấy sẽ vẫn căn, bạn ấy sẽ vẫn đo lường xem là mức độ chịu lực của cá nhân và mức độ chịu lực của tập thể là như thế nào. Đó, và cái một cái nữa này là bạn ấy căn theo cái mức độ chịu lực của bạn ấy luôn. Tức là nếu trong trường hợp mà cái người này mà họ xảy ra mà nó chương trình phễu hay cái chương trình mà nó bị gãy hay như thế nào đấy, thì giống như anh Trung nói đấy, mình có phương án dự phòng mà mình giữ ở trong đầu của mình. Thì đấy là cái năng lực của người làm lead, tức là mình không thể hiện cái vấn đề đấy ra ngoài. Mình luôn luôn có phương án dự phòng, rất an toàn. Đó. Nhưng mà vẫn để cho cá nhân trải nghiệm đủ lớn. Thì đấy là cái mà em đang thấy rằng là cái ý hòa đồng duyệt này thì trí tuệ Việt Nam nó làm khá tốt. Nhưng mà nếu chúng ta làm không cẩn thận là nó sẽ bị thành cái là du di, giống như chị Hà nói. Sẽ bị du di. Nên là mình phải tỉnh. Nếu mà mình là mình trong gia đình, mình lead, mình là tổng lead, là bố là mẹ, giống như Khoa nói là mình phải tỉnh táo. Rồi ok. Phần ý hòa đồng duyệt này ở mỗi một cái
ở mỗi một cái bối cảnh người ta thường phân tích theo cái góc nhìn của họ. Vậy nên là khi mà chúng ta đọc nhiều thì mọi người cứ, anh Khoa không có cần phải lo về cái chuyện là tài liệu đâu, anh cứ gõ lên ý hòa đồng duyệt cái ông anh đọc đúng thứ trên đời là chắc chắn mình sẽ tìm được ra cái lõi mà nó hợp cái gia đình nhà mình. Rồi anh nói là cái văn hóa của công ty ấy, cái văn hóa của công ty này nó khác văn hóa của công ty khác, nó không khác gì việc là văn hóa của gia đình anh Trung nó sẽ khác với văn hóa của gia đình anh Việt. Nên đôi khi là mình nghe kinh nghiệm của người này mà chưa chắc là mình đã làm được nữa, vì nó không có hợp với cái văn hóa gia đình nhà mình đó, được không ạ? Rồi bây giờ anh em mình đi qua cái chỗ mà giới hòa đồng tu này một cái, bởi vì cái này là gia đình nhà lá cũng gặp phải này. Cái luật đó, luật chơi giới hòa đồng tu gia đình luật ra lập lệ, nhưng mà mình không có duy trì được một thời gian là nó bỏ. Có anh chị em nào mình chia sẻ về vấn đề này không? Dạ, anh Hậu tất cả đi. Mục tiêu của giới hòa đồng tu là gì? Anh Dũng có chia sẻ gì không ạ? Thế anh đâm chiêu từ sáng đến giờ luôn. Chung nghe mọi người chị. Mình thì những cái này thì mình cũng không câu nệ lắm về vấn đề kỷ luật. Trước thì mình cũng hay kỷ luật, ví dụ với người khác, nhưng mà với gia đình thì sau tham gia hành trình thì mình thấy cái này mình cũng không đặt nặng lắm. Mình cũng đặt ra nhiều kỷ luật lắm. Ví dụ bản thân mình thì mình cố gắng là mình ép mình thôi, còn với người khác thì mình cũng không đặt nặng lắm. Chủ yếu là mình khơi dậy cái sự tự giác của mọi người, tại vì cái năng lực của mỗi người với cái tính cách khác nhau nên là cũng khó để có thể ép. Mình đưa ra để mình có cái hướng, như cả nhà cùng đi theo cái hướng chung thôi, còn cái mọi người mà đạt được bao nhiêu thì mình cũng không đặt nặng vấn đề. Rồi cũng như lúc nãy Hậu nói đấy, cũng có nhiều kế hoạch đặt ra nhưng mà chỉ được vài bữa là lại quay về chỗ cũ. Nên là cái mục đích thì không phải là mình có được cái kết quả gì đó nó rõ ràng, mà cái chính là mình muốn mọi người đi theo một cái hướng nào đấy. Nên là cái kỷ luật thì mình cũng không đặt nặng lắm. Bây giờ nhiều lúc trước thì mình hay gọn gàng lắm, nhưng giờ cho các con là thôi. Nó mạnh kệ. Quan điểm của em về giới luật cũng như vậy đó. Đó là mình tự kỷ luật với bản thân mình rất rất mạnh, nhưng mà với đội nhóm thì mình không có đòi hỏi cao. Thì đấy là một cái rất là hay. Anh Khoa có ý kiến gì? Dạ, anh Khoa ơi, anh nói đi. Cái đó ủng hộ của anh Dũng nói là giống như mình đang làm gương, mình phải làm trước để cho những người khác họ nhìn vô đó. Khi mình có yêu cầu gì đó là họ mình đã làm rầu và giống như nó hiển nhiên để mình sửa họ. Ở trên nhưng mà thì số mình cũng giống như mấy bạn á, bà xã cũng đạt ra rất là nhiều luật lệ, nhưng mà cuối cùng là ví dụ như chia nhau quét nhà, chia nhau rửa chén, xếp bàn xếp bồn, tức là những cái đó rất là, nhưng mà cuối cùng là cũng hơi chồng lòng mấy đứa con, cũng nó không gánh được, nó không gánh. Mọi người biết nguyên nhân tại sao không? Nguyên nhân mà nó thất bại là vì lý do gì không? Thì mình cũng chưa biết, nhưng mà nói chung là mình có đâu báo phiếu là con trai lớn, tại con trai lớn là 13 tuổi, cho nên mình nghĩ là sao sẽ làm cái việc đó. Hồi xưa á, là mình thường hay dùng cái từ là con dùm, con lồm dùm cái này, dùm cái kia, nhưng bây giờ mình đổi là con lồn. Tuy nhiên là cái từ, cái việc mình đổi nó vẫn chưa có thay đổi nhiều, vì sau trong sau thảm trăng con là lâu nay mình gánh hết rồi, mình lồn hết rồi, cho nên bây giờ lồn gì ảnh. Nên cái chỗ đó, cái chỗ mà... Dạ. Mà nguyên nhân thất bại này là cái mà em quan sát thấy tất cả các gia đình, tức là nó bị nhiều.
luật nhiều như giá lá mùa thu ấy cả nhà. Mọi người biết tại vì sao bây giờ người Việt Nam không có dành luật, là bởi vì là lúc họ đẻ ra là đã có một quyển luật quá dày rồi, nên là họ không biết hết tất cả các luật. Vì không biết luật nên là họ vi phạm luật. Nhưng mà ở trong gia đình nhà mình thì khác, đó là khi bắt đầu con sinh ra thì bắt đầu có luật. Nhưng mà để mà thành công được là chúng ta chỉ được phép là ra một cái luật thôi. Và khi nào mà chúng ta thực hiện cái luật đấy trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm thành công rồi, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu đưa thêm những cái luật khác vào. Thì cái này là cái chính bản thân em trải nghiệm. Em không biết luật lệ gì hết. Ngoài có luật lệ giao thông là mình đi là mình phải biết, không là công an bắt. Nhưng mà khi mà bắt đầu em mở cái lớp mầm non tư thục ra, và em thấy rằng là mình phải hiểu xem là các cái bọn em gọi là cái điều lệ ngành. Tức là mình sẽ thấy rằng là mình phải tìm hiểu xem cái điều lệ ngành nó quy định cái gì. Vậy là em đọc hết cả cái cuốn điều lệ ngành đấy, mỏng dính thôi, nó mỏng thôi. Nó mỏng như là, nó mỏng đúng như cái cuốn sách pháp thoại của mình này. Thì khi mà em đọc cái cuốn đấy xong rồi thì mình thấy rằng là ồ, rất là thông tỏ và mình làm mọi thứ rất là ok, rất ngon lành. Và không ai bắt bẻ được mình cái gì, vì mình nắm luật trong tay. Và khi em thành thạo được một cái luật, gọi là cái điều lệ của ngành em rồi ấy, thì khi bất cứ làm một cái việc gì mà liên quan đến ngành nào thì em lại có thói quen đó là tìm điều lệ ngành của cái ngành đó. Vậy thì nguyên nhân chính của cái việc chúng ta đó là nó quá nhiều luật. Tức là bắt đầu bây giờ họp gia đình này, bắt đầu đại hội đảng đấy cả nhà, đại hội đảng là họp gia đình, bắt đầu phân bổ rất là nhiều thứ. Khung giờ này là người này người kia, việc này là người này và người kia. Và quy định của nhà mình, thứ nhất không xem phim vào buổi tối, hay là không dùng điện thoại quá 30 phút, không, rất rất nhiều điều. Tức là có ít nhất là phải từ 3 điều trở lên, thậm chí là 10 điều. Một cái bảng, một cái tắc nó dày đặc như thế khiến cho con người ta không muốn làm theo, vì nó có thể làm trọn vẹn được đâu. Nếu làm trọn vẹn, thành công, tức là làm đủ bằng đấy luật thì gọi là thành công. Nhưng theo như quan điểm của em, chỉ làm một cái thôi. Vậy thì cái vấn đề đặt ra của chúng ta ở đây này, đó là tuân thủ luật quan trọng hay là việc thói quen tuân thủ luật? Đấy, thì là nó có hai cái. Một, cái này là cái ngắn hạn này, đây là mục tiêu ngắn hạn mà mình cần phải làm. Tức là tuân thủ luật, tức là cứ sau 6 giờ tối thì cả nhà mình không ăn cái gì nữa, ví dụ chẳng hạn. Và mình làm tốt cái chuyện này, cứ hết một tuần là mình tổng kết rằng tuần vừa qua những ngày nào là mình làm đúng luật và những ngày nào mình làm không đúng luật. Đây, giải pháp cho thằng này đây. Bây giờ anh em mình cùng nhau thảo luận. Tức là không có cái nào là cái cần và không cần. Tuân thủ luật là cái ngắn hạn, còn thói quen tuân thủ luật là cái dài hạn. Thì mình phải đảm bảo cả hai cái. Mà muốn làm được nhiều như vậy là phải làm từng cái một, chia nhỏ ra để ăn thì mới được. Đó. Rồi em mời anh Trung ạ. Mình nói thêm cái phần này, có nghĩa là mình nên lưu ý cái từ khung luật. Cái từ khung luật đó, nó cho mình biết là mình chỉ làm cái luật nó đơn giản, mình chỉ phiền cái khung bên ngoài thôi. Còn cái chi tiết ở trong đó, cụ thể như thế nào là phải do các thành viên tự đưa ra trong cái điều kiện làm việc của họ, và thường xuyên có sự phản hồi điều chỉnh cái luật chi tiết ở trong. Còn mình chỉ tuân thủ cái khung luật ngoài. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, hồi nãy anh Khoa có nói là tại sao mà ở nhà đưa ra luật mà nó hay gãy á. Thì theo kinh nghiệm của mình á, là thứ nhất là cái luật mình đưa ra nó quá chi tiết, nó đúng vào thời điểm mình đưa ra vậy, nhưng mà cái chừng tuần sau điều kiện nó thay đổi khác là mình, mà mình không cai sen kịp thời á, là cái luật nó gãy liền. Cho nên đừng có đưa quá chi tiết, đưa quá chi tiết khó theo lắm. Mà cái việc chi tiết đó nên để cho các tự thành viên tự đưa ra, họ tự điều chỉnh, miễn là nó khung đó thôi. Cái thứ hai nữa là nhiều khi á, cái luật có rồi nhưng mà khi mà họ thực hiện á, cái mong cầu mình lại quá nhiều, nó quá cao so với trình độ thực hiện. Nói đơn cử như cái việc mà mỗi tối mình thiền cùng con đi. Mình chỉ đưa ra cái khung là mỗi tối con thiền 10 phút với ba. Mà thiền ở đây là định nghĩa là ngồi yên một tư thế. Vậy thôi. Còn con ngồi tư thế nào
không muốn thử bất kỳ tư thế nào, cho con thử hết. Tại vì 10 phút còn không sao, miễn là ngồi. Ngồi dựa là không được. Ngồi dựa, tự dựa vô đầu gối. Còn ngửa ra phía sau, ngồi bất kỳ tư thế nào cũng được hết. Để con có sự trải nghiệm, là con tìm cái tư thế nào cân bằng nhất. Đó, cái đó mình chỉ là tạo cái khung thôi. Còn việc thực hiện là tùy theo cái trình độ của mỗi người thực hiện đó mà họ tự điều chỉnh. Đó, cái đó hay đã. Tức là khi mà mình đưa cái luật nó chi tiết thì thường các chị em là rất hay chi tiết cái kiểu như thế này. Tức là thấy một cái vấn đề nổi cộm, tức là nhà không ai dọn, thế là đưa ra một cái luật là từ nay tất cả mọi người phải dọn nhà rồi phân chia. Thế xong sau đó là bắt đầu là đến bây giờ thì con nó đang rảnh. Bây giờ thì con nó đang rảnh. Thì bắt đầu mình phân lì tín cho nó luôn. Sau đó là đến cái thời kỳ mà nó đi thi. Lỡ đầu mình lại thương nó. Mình lại bảo nó là thôi đến thời kỳ đi thi này rồi thì mẹ sẽ làm đỡ cho việc nọ việc kia. Thế xong nó ôn thi mất hơn một tháng là mình quên cái vụ này luôn. Là bởi vì cái vụ mà làm dọn nhà nó chưa được 2 tuần nữa, mà nó đã bị đổi luật rồi. Thì cái đấy là việc mà nó quá chi tiết. Nó quá chi tiết và nó quá nặng nữa. Nó bị nặng. Nó bị kín quá thì theo như quan điểm của em, cái luật nó sẽ rất rất là ít thôi. Chỉ 1-2 cái trong gia đình để các con nó nhớ được. Và nếu mà mọi người thấy rằng là có một cái này là cái lỗi mà em mắc phải này, đó là đưa ra nhưng không thực hiện. Đưa ra nhưng không thực hiện là bởi vì là ví dụ như là cái lúc đấy mình rất là hao. Mình này là anh Dũng với cả anh Hậu cũng đã vừa nói rồi đó. Đó là mình đưa ra nhưng mà mình không áp dụng. Ví dụ như mình bảo phạt cái nọ phạt cái kia, nhưng đến lúc đấy thì mình không làm, mình bị quên. Là do cái vấn đề là mình thiếu tỉnh thức. Vì sao? Vì nó bị nhiều quá. Và vì nó chi tiết nên là nó bị đúng trong trường hợp này và sai trong trường hợp khác, nên là con nó hay bị lách luật. Và mình thấy rằng là đúng rồi, nếu mà vậy thì thôi, không cần thiết là phải như thế nữa. Nguyên nhân chính là do cái thằng này nó quá nhiều luật và quá chi tiết. Và cái này là do lead đứng đầu, là ông chủ, là mẹ. Ví dụ như em chẳng hạn đó, mà mình bị phạm luật, mà mẹ em thì làm vỡ bát thì không sao, mẹ em để quên tivi, để quên vào nước thì không sao, nhưng hễ là con cái làm là y như rằng là bà máu gần chết luôn. Thì cái đấy nó là do yếu tố cảm xúc đó mọi người. Và đã là giới hòa đồng tu là cùng tôn trọng giữ nguyên tắc kỷ luật của mỗi quy tập thể thì nó thuộc vào cái lý trí. Đã là luật thì nó phải cứng như thế. Và mình để tránh cái trường hợp mình áp đặt thì cái luật nó ít thôi là sẽ được. Nhưng cái này rất khổ với các chị, vì các chị chuyên là người làm luật và các chị cũng là người xóa luật luôn. Luật dừng mà. Nên là thích là mẹ đặt luật, không thích là mẹ dỡ bỏ. Thì ở đây em nghĩ rằng là cái câu trả lời mà mình cần phải trả lời chính ấy, là mình đặt luật này ra để làm gì? Nó có đảm bảo cái tính nhu cầu ngắn hạn và dài hạn không? Nếu mà ngắn hạn ấy, thì mọi người sẽ nói rằng là cái luật này sẽ được áp dụng từ thời gian này đến thời gian kia. Đấy là cái rất là hay mà mình cần phải học tập. Đúng không? Nếu mà ngắn hạn thì mình sẽ phải nói rằng là đó. Vậy thì cái này, cái khung của nó này, nó là cái thời gian mà cái luật này nó có hiệu lực. Thời gian mà nó có hiệu lực. Để nó ra ý riêng. Khả năng đúc kết của em nó hơi tồi, nên là mọi người theo dõi em viết thì nó sẽ hơi rõ. Ở nhóm team của em có chi siêu đúc kết, nó viết các cái em nó viết các cái bảng là thư ký rất là ngon lành cảnh đạo. Dạ. Con lách được luật chứng tỏ là con thông minh, ba mẹ chưa suy nghĩ tường tận, con đang giúp mình vá luật. Đó. Thì tại sao mà mình cứ bị phải bổ sung là vì như vậy? Nhưng mà theo như em ấy, là khi mà mình làm luật là mình nên ít thôi. Và có tối mình hình thành cái thói quen tuân thủ luật thì hơn. Trước khi mà cái luật này nó chưa được hiệu lực, nó chưa được kết thúc, tức là trong khoảng thời gian đấy thì cái luật này phải được duy trì. Và nó xong rồi ok, rồi bắt đầu mình mới thêm thói quen mới vào, mình mới thêm, ý em là thêm cái luật mới vào để mình tuân thủ.
dần dần nó hình thành cái thói quen tuân thủ luật và phải tìm luật để tuân thủ, tìm hiểu luật để tuân thủ. Thì đấy là một cái kinh nghiệm mà em đã từng áp dụng. Anh chị em nhà mình còn ai còn ý kiến gì không? Anh Trung vẫn còn đang giơ tay. Chị Thúy, ngày nay em chưa thấy chị Thúy nói gì hết luôn. Thì khi mà em thấy các mẹ mà đưa cái rào vào là nó bẻ hết luôn. Nhưng mà như em, nhà em là chỉ có mỗi ba cái luật thôi. Một là không ăn kẹo vào buổi tối, và thứ hai là nếu mà không ăn cơm thì không ăn cái gì hết. Đấy, có mỗi hai cái đấy thôi. Mà từ hồi mình ăn bé tới giờ này đến 3 tuổi, hai mẹ con vẫn cứ duy trì và nó vẫn có những lúc phá luật. Và chừng nào còn phá luật là lúc đấy mình chưa có đưa thêm luật mới vào. Thì đấy là cái mà em kinh nghiệm ở bản thân em ạ. À, còn một cái luật nữa, nếu cái điều gì mà mẹ đã nói không thì tức là không. Thì đấy là có mỗi ba cái thôi. Nhà mình còn ai có ý kiến gì nữa không? Vậy trong quá trình mà mình làm đội nhóm của mình đó, thì cả nhà có thấy điều gì mà bất cập không? Buổi sáng hôm nay nghe thầy Minh niệm giảng em bị chột dạ bằng cái việc là mình, thầy nói rằng là cứ mỗi một lần mà đi ra chia sẻ là một năm chỉ ra chia sẻ 3 lần, 3 tháng, còn đâu 9 tháng là phải quy về để tu dưỡng bản thân. Mà từ cái ngày em ra chia sẻ đến giờ là 4 tháng, nên là em đang thấy là sáng là thầy bị nói thế là mình bị chột dạ. Bởi vì những cái điều mà mình đang hướng dẫn mọi người thực tập ấy, những cái điều chính bản thân mình cũng chưa có tuân thủ được 100%, mà bị lôi đi với dự án ấy. Nên là rất có thể là nó sẽ bị thiếu sâu sắc dần đi. Cả nhà có góp ý gì cho em không? Coi như hôm nay bài ca sĩ soi sáng cho mình hả? Em nhận ra cái điều này cách đây hơn một tháng, nhận ra cái việc là mình đang bị thiếu sâu sắc dần đi và bị thiếu mất cái khoảng thời gian tu tập. Nên là trước đây thì khung tu tập của em là 4:30 đến 6 giờ, nhưng mà sau khi mà đi vào hành trình của mình là 5 giờ thì cũng vẫn được 3:30 dậy, nhưng bây giờ thành 4:30 rồi nên là 2:30 dậy. Nhưng mà vì 2:30 là nó cũng là một khung giờ khá là căng, nên vì vậy nên là mình phải sử dụng rất là nhiều cái liệu pháp để mình tỉnh. Để kết hợp thêm cái việc là ban ngày thì phải trông Minh An nữa. Nên là cái việc mà bản thân mình tu tập và chuyển hóa nó ít. Đa phần cái sự chuyển hóa của em ấy, nhận ra được là nhờ ngồi đi nghe mọi người nói này. Thế là trong quá trình mọi người nói thì mình hiểu ra vấn đề. Thì hôm trước em cũng... Dạ, chị nói đi. Kể về cái băn khoăn của em ấy, thì là... sự là cái công việc của em thì nó cũng không thể đường được. Đấy, thì theo chị thì có thể là ngoài cái thời gian em phụng sự ra thì cái thời gian em chuyển hóa em phải tăng lên ý. Em không còn cách nào khác ngoài cái việc phải áp suất mình nhiều hơn ý. Và trong cái hành trình chuyển hóa của mọi người thì em cũng phải nhúng mình vào đấy luôn. Thì theo chị nghĩ là chỉ có cái giải pháp đấy thôi. Còn nếu như em dừng lại để mà tu tập 9 tháng nữa thì bọn chị biết tìm em ở đâu. Thì thế nên là em mới đang có một cái, hôm trước thì em mới đề xuất với anh em trong dự án là áp suất, tức là chạy không phải là 30 ngày nữa mà là 90 ngày cơ. Tức là trong vòng 30 ngày này, mình nói là 30 ngày chuyển hóa nhưng thực ra trong 30 ngày này là em chỉ đưa các nội dung thực tập vào để cho anh chị em kiểm nghiệm. Xong sau đó là họ sẽ chọn ra một hoặc là hai cái cách thực tập nào đấy để rèn giũa bản thân.
thì sau khi đấy thì sẽ có rất là ít người họ họ nhận được nhiều cái, có thể là họ sẽ thực hành được cái tập tâm thể khí, hay là ngồi bình yên, hay là không ăn thịt đỏ chẳng hạn. Nhưng mà em thì đang muốn là có một cái chương trình, đó là chương trình mà chuyên sâu dành cho anh chị em ban cán sự và những người mà đã tham gia K1, K2 và K3 đó, tức là một khóa rồi, thì nó phải kéo dài 90 ngày. Và trong vòng 30 ngày đó đấy, là không phải là nghe Hảo chia sẻ về sức khỏe nữa, mà là chúng ta đi tìm các cái đầu mối về sức khỏe. Tức là mỗi một người cứ tự đi đọc các cái tài liệu về sức khỏe từ Diện Trần này. Mình dành 3 tháng, à mình dành 1 tháng ra để nhúng mình vào vấn đề về sức khỏe. Mọi người có hình dung được ý em không? Để nó không bị dàn trải đó. Thì thay vì mọi người sẽ đi học hết lớp này đến lớp kia, nếu mọi người đã có duyên đối với 30 ngày thì mọi người sẽ nhúng mình sâu hơn vào 30 ngày nữa. Trong vòng 1 tháng đó, là tất cả anh em mình, một cái lớp đấy của chị em mình khoảng tầm 30 người thôi, chỉ có thể tuyển được 20 đến 30 người, giống như cái lớp ban cán sự này của mình thôi nè. Là một trong vòng 1 tháng đó là chúng ta chỉ tìm hiểu về vấn đề sức khỏe thôi. Rồi trong vòng 1 tháng đó là chúng ta chỉ tìm hiểu về cái vấn đề về thức ăn của tâm, về thiền. Và trong vòng 1 tháng đấy là mình chỉ có rèn đúc kết thôi. Thì em đang tính là chúng ta sẽ cùng nhau luyện cái đó. Thì thứ nhất là em cũng sẽ, tức là bởi vì là so với lại là những cái 30 ngày ấy mà mình cùng với mọi người làm thì nó khá là nhẹ với mình rồi, nó khá là bị nhẹ rồi. Nên khi mà mình đẩy cái áp suất đấy lên thì em rất là muốn là sau khi mà xong cái 90 ngày đó thì là những anh chị em ở đây nhà mình hoàn toàn có năng lực ra đúng lớp và làm ban tổ chức của 30 ngày bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái kinh nghiệm mà mọi người đã thực chứng, không phải là chỉ khi 30 ngày. Mà em biết rằng có rất là nhiều người ấy là chúng ta đã thực hiện những cái vấn đề về sức khỏe và ăn uống cách đấy rất là lâu, nhiều năm rồi. Thì bây giờ chỉ việc là mình tổng hợp, mình khái quát hóa lại những cái kiến thức và mình đúc kết làm sao để mình nói cho mọi người nghe, mọi người thấy hay không. Hoặc ví dụ như anh Trung chẳng hạn, anh rất là mạnh về đúc kết hoặc là về phát triển bản thân hoặc là quan sát thân tâm chẳng hạn. Đó, thì như anh em mình thì em rất là muốn rằng là chúng ta khoảng tầm ví dụ như trong vòng 1 tháng chẳng hạn là đọc ít nhất một cuốn, đó là cuốn nhân tố enzyme, hoặc là nghe hết 3 ngày cái phần lý thuyết của thầy Tâm Thành, hoặc là một phần lý thuyết nào đấy mà anh em mình cảm thấy tâm đắc và hay về vấn đề sinh dưỡng sức khỏe. Là mình sẽ đào sâu 30 ngày, là mình tìm rất nhiều về cái vấn đề đấy và mình đúc kết được ra cái nguyên tắc chung để mình thực hành. Thì đấy là cái ý tưởng của em đó. Kiểu giống như là xây dựng đội kế thừa cùng với lại đồng hành với lại Hảo ấy, Hảo sẽ tốt hơn ấy. Chứ không có ngày nào cũng gồng mình căng lên như vậy thì mình nghĩ là sẽ rất là bị over về sức lực ấy. Cái sức lan tỏa nó yếu nữa ấy chị ạ. Một mình em là sao mà cần có thể kéo được 200 người, 100 người. Không, một cái như vậy thì cái cảm giác nó sẽ bị đuối dần á. Và trong khi đó mình thấy trong bên ban cán sự có rất là nhiều anh chị giỏi quá. Yes, chính xác, đúng không ạ. Hoặc là cũng có thể Hảo có thể đưa ra cái trong nhóm ban cán sự chẳng hạn, nếu như mà một cá nhân mà cảm thấy chưa tự tin mình có thể phân về nhóm chẳng hạn, trong cái một cái nhóm đấy thì mọi người cùng tổng kết một cái vấn đề gì đó, xong rồi có cái trao đổi cái nhóm đấy xong, xong rồi gửi lại các cái vấn đề chốt gửi cho Hảo chẳng hạn, thì cái phần tổng hợp đấy có vấn đề gì không, lúc đấy mình cũng soi lại kết quả, xong rồi cũng có thể sâu ra cho mọi người được rồi, mình nghĩ thế thì nó sẽ đỡ hơn cho Hảo nhiều. Thì em đang thấy là nếu mà anh em mình mà làm á thì mình sẽ làm khoảng tầm 90 ngày như vậy, nhưng mà mình vẫn song hành, mình chạy cái 30 ngày, tức là mình vẫn làm ban cán sự 30 ngày nhưng mà không có làm bài tập của 30 ngày. Thì mình sẽ làm bài tập của anh em mình trong vòng 90 ngày, nhưng mà cái bài tập đấy của mình ấy, thì nó không nên mang tính chất là áp suất đâu, bởi vì 90 ngày nó là một hành trình rất là dài hơn. Nếu mà mình áp suất là nó sẽ trở thành cái gọi là đầy ả thân xác của cả nhà, nó giống như kiểu là nó hành xác mình ấy. Nhưng em muốn rằng là mọi thứ nó giữ rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Ở đây có anh Dũng đọc cuốn nhân tố enzyme rồi đúng không ạ? Nếu mà anh Dũng đã đọc cuốn nhân tố enzyme rồi là mình đã hoàn toàn có thể là mình nốt những cái ý chính nó ra để bắt đầu mình đi chia sẻ được rồi đó. Bởi vì là anh Dũng theo skill số 1 về cái việc rằng là áp dụng thành công cái phương pháp của thầy để mà có thể giảm được tận 15 cân trong vòng 1 tháng là siêu đỉnh. Nên là
nên là đó, thì ví dụ như anh Dũng đã đọc cuốn đấy rồi, sau đó là anh sẽ follow cùng với anh chị em đọc và cần phải ưu tiên chỗ nào, phản biện đoạn nào là đoạn mà mình ứng dụng mà mình thấy được và đoạn nào ứng dụng không được. Nên là anh Dũng hoàn toàn có thể giúp đỡ ban cán sự nhà mình, tức là giúp đỡ đội đội nhóm nhà mình đó, là mình làm được cái đó rồi. Một cái thứ hai nữa là tức là chúng ta sẽ kết thúc cái tháng 30 ngày này, một cái là anh em mình tự đẩy mình vào cái hành trình 90 ngày luôn. Đẩy mình vào hành trình 90 ngày tức là anh em mình đã phải cam kết là sẽ đi cùng với nhau thêm ít nhất là 2 khóa nữa đó. Đúng không ạ? Ít nhất là 2 khóa nữa thì lúc đấy là anh em mình đã rất là hiểu cái tính của nhau và đã trở thành một cái đội nhóm cực kỳ xịn sò về đào luyện rồi đó. Thì cái việc của anh em mình là mình sẽ phải thống nhất được cái tài liệu mà mình cùng đọc về sức khỏe chẳng hạn. Thì em tin rằng sau một tháng tập trung chuyên sâu chỉ vào vấn đề sức khỏe thôi á, là anh chị em sẽ tìm ra cái vấn đề luôn. Nó không còn cái việc là mình ứng dụng một cách mông lung theo kiểu là Hảo chia sẻ có một buổi thôi, mà nó lại chỉ là góc nhìn của Hảo thôi. Và thêm có 10 ngày ăn thịt đỏ hoặc là một tháng ăn thịt đỏ thì nó không có cái động lực đủ nhiều, tức là cái why ấy, cái tại sao nó không đủ nhiều. Thì em thấy rằng là em đang đưa cái ý tưởng này ra thì không biết là anh chị em của mình có ai mà mình cảm thấy rằng là mình thích cái chuyện đó không? Yes, chị Hằng like rồi. Anh Dũng sao ạ? Mình có nghĩ ý này, tại mình cũng đang tham gia cái dự án đại sứ lan tỏa của mình ấy. Có cái định hướng là kiểu mình gần như kiểu là mình tạo ra một cái nhóm người, xong bắt đầu từ những cái nhóm đấy lan tỏa ấy. Với hành trình 30 ngày thì mình cũng có cái ý tưởng như là từ những cái khóa sau ấy, thì mình vẫn sẽ làm ban cán sự nhưng mà mình chỉ là vai trò phụ thôi. Thì khi đấy thì sẽ khuyến khích trong cái nhóm đấy một cái người trong cái hành trình đấy chủ động lên làm ban cán sự. Mình chỉ là người để thúc cái người đấy thôi, chứ mình không trực tiếp là làm gì cả. Thì nếu mà ví dụ họ tâm huyết ý, thì có thể sau này họ sẽ tự điều hành cái nhóm đấy rồi có thể join vào cái ban cán sự thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Mình cứ đi theo cả cái hành trình làm ban cán sự thì nó sẽ không nhân bản ra được. Đúng rồi. Thì đó là cái lý do mà tại sao chúng ta có ban cán sự là ban cán sự cứng, tức là họp trước khi ấy đó. Và sau khi là chúng ta làm xong cái đó rồi thì phải cần có thêm một cái trợ lý ban cán sự nữa. Tức là ví dụ như anh Dũng đó, là nhiệm vụ của anh là chỉ thúc cái bạn ban cán sự kia thôi chứ không phải thúc của nhóm. Giống như kiểu là em ấy thì đôi khi những cái việc gì mà nó liên quan đến cái vấn đề là truyền thông trong nhóm, trong nội bộ chẳng hạn, thì em lại chỉ nói với các anh chị ban cán sự thôi chứ không có nói với cả cái nhóm chung của mình. Thì nếu mà như anh Dũng á, là anh có thể làm cái cách này luôn được, đó là cứ có việc gì ấy, là anh sẽ nhắn cho bạn kia để bạn kia bạn ấy nhắn lại cho cả đội, tức là cùng là một công nhắn ấy, thì thà mình nhắn luôn với kia cho xong, nhưng mà mình sẽ bị mất cái khâu kia, là đâm ra nó trở thành cái ruột thừa, là nó viêm á. Khi mà họ không có việc gì làm là tự nhiên nó bị viêm và tự nhiên nó bị tiêu bớt ấy. Tự nhiên nó mất cái chức năng của họ đi. Thì đấy là cái mà em rất là đúng rồi đó. Mô hình nhóm của anh Trung đó là nhóm 10, và nhóm chị Quốc Anh cũng làm như thế. Tức là mình là ban cán sự, sau đó mình về mình lại phân ra một bạn trưởng nhóm khác nữa. Đó. Vậy thì thế nên là chúng ta là có 13 nhóm, trong đây chúng ta có những 26 người là vì như vậy. Là khi mà có việc gì đó, là anh chỉ truyền thông cho cái người đầu nhóm đấy thôi, người trưởng nhóm đấy thôi. Xong người trưởng nhóm lại có trách nhiệm, tức là nhắn tin riêng, inbox riêng cho người đó thôi. Sau đó là người kia lại truyền lại cho nhóm, chứ anh không phải là người bắn tin lên nữa. Nếu có thì anh chỉ là người ví dụ như là chia sẻ thông tin hữu ích, là đọc cái cuốn sách này hay như thế nào là anh đưa lên thôi. Còn cái gì mà nó liên quan đến thông tin của lớp hay của Zoom hay của bài tập là do cái người trưởng nhóm, tức là cái người mà anh, cái kế thừa của anh, ban cán sự kế thừa của anh sẽ là người phải chịu trách nhiệm làm chuyện đó. Thì là anh sẽ thì mới nhân bản được theo đúng như anh nói đó. Thì không biết là các cái nhóm mình có làm như thế không ạ? Nhóm mình vẫn chưa làm được như vậy, Tuệ Ngữ. Dạ. Đây mình có ý kiến thêm là. Dạ, anh Dũng nói đi ạ. Cái này thì để tìm được người như vậy hơi khó, tại vì ví dụ khi phân nhóm thì mới có khoảng 10 người chẳng hạn. Thì để tìm ra một người không phải dễ. Trong cái lúc mà mình họp nhóm ấy, thì sẽ có cách nào thì mình phải tìm trước ấy. Ví dụ khi mà nhóm tổng ấy, mà khi mới mà ấy
luôn ra cái đội ngũ đấy khoảng 20 người cho 20 nhóm chẳng hạn. Chứ còn ví dụ phân nhóm rồi bắt đầu mới tìm, thành ra trong nhóm có 10 người thì khó. Mà mùa này thì nhóm mình cũng khá nhiều là giáo viên, thì mùa này họ đang nghỉ, họ còn có thể thời gian. Nhưng nếu mà đến lúc vào đến lúc hết dịch mà họ đi làm cái lúc đó các cô giáo là không còn thời gian để mà quay vào các nhóm nữa, thành ra cái nguồn nhân lực cũng là cái khó. Mời anh Trung ạ. Mọi người có ý kiến. Anh Trung raise hand. Đây là cái góp ý của mình đối với cái vấn đề mà Dũng đặt ra đó. Đó là thứ nhất là mình khuyến khích từ xung phong của họ. Tại khi mà họ xung phong là họ tự cân đối cái nguồn lực của họ, khả năng của họ. Mình cứ trình bày hết công việc là như thế nào để họ tự xem xét là họ có đáp ứng được hay không. Rồi có thể ban đầu xung phong ít mà sau đó từ từ người sẽ dám mạnh dạn dấn thân. Cái thứ hai nữa là mình chia nhỏ trách nhiệm của họ ra. Mình làm như thương vàng thật không? Họ phải gánh suốt 4-5 tuần gì đó, mà mỗi người chỉ gánh 1 tuần thôi. Thì chỗ mình là có tới 6 bạn cán sự, là 5 bạn kia là mỗi bạn chỉ gánh nhiệm 1 tuần, để các bạn có thử sức cũng như là các bạn có đo lường được cái khả năng của mình. Rồi một điều rất là quan trọng đó là mình phải tin vào khả năng của họ. Tại vì cái mà mình biết đó, nó giới hạn lắm. Mình tưởng là như vậy, nhưng mà thực ra cái khả năng mà của mỗi con người đó, của từng thành viên ban cán sự tương lai đó, và khả năng của họ rất là lớn. Cho nên là mình hãy tin vào điều đó. Mà một khi mà họ đã xung phong rồi đó, thì là cái tính cho đi của họ đã có rồi. Mình hãy tin vào điều đó, mình mạnh dạn mình làm thôi. Còn làm thì đương nhiên là nó cũng có những cái vừa ý hay có cái không vừa ý, nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá trị của nó. Mình sẽ học nhiều bài học trong đó cho mình và cả cho những việc kia nữa. Cho mình góp ý gì thôi, bây giờ mình phải chạy đi làm rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Dạ đúng rồi, tức là anh Dũng nhá, anh làm ban cán sự mà anh có quyền giao việc, tức là mình sẽ nhờ cái sự gọi là sức mạnh cộng hưởng của tập thể. Thì giống như anh Trung đó, là anh sẽ chia nhóm ra, thì vẫn là cái công thức cũ, tức là mình anh chỉ đốc thúc mỗi cái bạn kia thôi. Ví dụ như anh nhắn tin vào, anh nói rằng là chia sẻ bài cho nhóm mình nhé, hay là nhắc mọi người làm bài tập nhé, hay là em nhắc mọi người ngày mai vào phòng Zoom nhé. Cũng như kiểu ban cán sự bên em là chuyển cho anh cái gì là anh chuyển cho cái bạn đó y chang như vậy cũng đỡ được. Thì nhiệm vụ của bạn ấy là chuyển tin lại cho cái nhóm, thì mình phải chọn được ra một người đó, hoặc là phân công cho mỗi người là một tuần giống như anh Trung nói cũng được. Nhưng mà cái việc mình không phải lo về cái chuyện là nếu tuần này bạn này làm không tốt thì cái nhóm mình sẽ đi về đâu, không phải lo chuyện đó đâu. Vì là đội nhóm đoàn kết và trong không thành công, thì cứ mình sẽ thấy luôn được là cứ cái người nào mà họ có năng lực điều phối thì là mình thấy luôn. Còn nếu mà không thì như chị Kim Anh thì chị sẽ ấn định một người nào đấy là sẽ là ban cán sự từ đầu đến cuối. Kiểu vậy. Được không ạ? Cái việc mà phân công mỗi người chịu trong một tuần á, thì nó ứng dụng cái hiệu quả hòn tuyết lăn á. Có nghĩa là mình chỉ hỗ trợ cái bạn đầu tiên tuần đầu thôi. Rồi qua tuần thứ hai là cái bạn mà được mình hỗ trợ sẽ hỗ trợ người kia. Rồi qua tuần thứ ba là hai người hỗ kia hỗ trợ một người. Cho nên là tới bây giờ là các bạn Thúy làm ban cán sự thì là được tới ba người hỗ trợ rồi. Cho nên là rất là an toàn, rất là ok. Nên mọi người cứ tự tin thử đi. Hay quá. Thì mọi người thấy cái mô hình của anh Trung đó, tức là cứ người trước thì đốt nước cho người theo sau. Đúng không? Đúng tinh thần đó đó. Thì là mình làm mình sẽ vất vả một quá thôi, nhưng mà sau là mình sẽ rút ra được, mình sẽ rất là dễ. Thì anh em mình sẽ căn sức, xong rồi là mình sẽ suy nghĩ thêm về cái chuyện là anh em mình sẽ đi với nhau khoảng tầm sâu khoảng tầm 90 ngày theo một lộ trình riêng, tức là cái level nó cao hơn một chút.
để làm sao để mà mình tự cam kết với chính mình là ok, mình làm thêm 90 ngày nữa trong cái khổ, trong cái khuôn khổ đấy. Đó mà. Thì cái đó vẫn là cái mà mình đang là ý tưởng nha, chứ chưa có. Bởi vì là em bị, em sợ là mình bị quá tải. Thì những cái chuyện đó cũng là những cái buổi mà anh em mình cũng tự học với nhau như thế này thôi. Ngày nào cũng bảo là quan sát cái tâm muốn nói của mình, nhưng mà ngày nào cũng lấn át hết mọi người, cướp sân gần chết. Đi đâu cũng bị như thế cả nhà. Nên là cái đó là em phải tu giữ lắm. Rồi, ok. Cả nhà mình còn ai có ý kiến gì nữa không ạ? Sáng nay mình sẽ chọn bài hát gì ta? Sẽ không biết cái bài hát gì nhỉ? Rồi, nếu mà không còn vấn đề gì nữa thì anh chị em mình chào nhau ở đây nha. Chúc cả nhà buổi sáng thật là tốt lành. Cảm ơn thầy nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn em đi học. Cảm ơn cả nhà. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Ok, biết ơn cả nhà. Hãy tắt phòng Zoom nha. Bye bye. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày 10. Bye cả nhà.
Thank you.
Thank you.